Cứu, cứu tôi, ai đó làm ơn cứu tôi với. Dù cho phải trả giá bằng mạng sống, tôi cũng mong được thoát khỏi nơi này. Một cô gái nhỏ ngồi co ro ở một góc tường trong một căn nhà hoang ẩm mốc, hôi hám, đang không ngừng run rẩy. Cô thừa biết rằng, dù mình có cầu nguyện đến mức dùng cả mạng sống để mà đánh đổi thì cũng chẳng có ai nghe thấy cái lời thỉnh cầu của cô cả. Tuy nhiên, ý muốn thoát khỏi nơi đây quá mãnh liệt, cô không muốn phải ở đây để mà chịu nhục chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà không có bất kỳ một cô gái nào mong muốn cả. Cách cô chừng bảy bước đi, năm tên đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Một trong số đó còn liếm lát mép môi một cách rợn người. Rồi chúng nhìn nhau cười, những tiếng ha hà, sờn gai ốc. Với tư duy của một cô gái 18 tuổi, cô biết chuyện sắp tới mà mình phải đối mặt. Nhưng không, cô không muốn, dù cho phải cắn lưỡi chết, cô quyết cũng không để cho bọn chúng làm nhục tất cả cũng chỉ vì người cha suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con của cô ông ta nợ giang hồ một khoản tiền lớn nhưng mà không có khả năng trả nên ép cô dùng thân trả nợ cô không đồng ý nên đã bị chuốc thuốc mê đến đây cô hận hận người đã tạo ra cô nhưng lại nhẫn tâm đẩy cô vào chỗ chết bốp khi mà đau đớn tưởng chừng như cái lưỡi sắp đứt ra một bên má của cô bỗng nhiên đóng rát <laughs> mày mày ngoan cố nhỉ cắn lưỡi tự vấn cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đánh mình với ánh mắt quật cường tôi tôi thả chết cũng không để cho những cái tên bẩn thỉu như chúng mày chạm vào người tôi đâu bốp lời vừa dứt một bên má lại một lần nữa lãnh trọn thêm cái tát Hừm, tốt rất tốt cô thả bị tát chết còn hơn nhưng có vẻ cô đã tính nhầm đột nhiên hắn đưa tay ra xoa xoa má cô chà chà thật mạnh mẽ nhưng mà tụi anh lại thích Thích cái kiểu như vậy đấy Ngoan ngoãn quá lè hóa nhàm chán Một giây sau hắn điền lao vào cô Bốn tên còn lại cũng bước tới Không thả tao ra Thả tao ra Cô gái nhỏ dùng hết sức bình sinh để mà vùng vẫy Nhưng vẫn là có vô số những bàn tay dơ bẩn Chạm vào người cô Khi mà những tiếng xoẹt của quần áo bị xé rách Vang lên cũng là lúc cô gái nhỏ tuyệt vọng hoàn toàn Rầm Đột nhiên cánh cửa của căn nhà kho bị đẩy ra năm tên lập tức dừng động tác. Đứa nào? Từ bên ngoài, một chàng trai thanh niên xông vào. Thả cô ấy ra. năm gã bạm trận kia, thấy chỉ có một cái thằng thanh niên, mà cũng dám xông vào đây, lại còn to miệng thì chúng phì cười. cười. Tưởng gì? Thôi để ông đây đánh mày bầm dập, rồi quay lại thưởng thức mỹ vị sao cũng được. Rồi năm cái tên đó hùng hổ mà tiến về phía anh. Chàng trai thanh niên cũng cố chống lại, nhưng mà kết quả là bị năm tên đó đấm đá cho tới tấp tưởng chừng đâu bọn chúng sẽ là đánh chết anh, thì ngay lúc này có tiếng kèn hú của cảnh sát vang lên. Còn mẹ nó, nó dám báo công an rồi. Khi mà năm tên côn đồ kia đã bị cảnh sát giải đi, Mộc Vân không quan tâm đến việc mình đang bận một bộ quần áo bị xé rách ở nhiều chỗ mà chỉ quan tâm đến ân nhân đang nằm ở kia. Anh, anh gì đó ơi, anh có làm sao không ạ? À? Anh ơi! Người được gọi là ân nhân đang cố gắng mở to đôi mắt vì bị đánh mà híp lại cô gái tôi không sao em có sao không Mộc Vân cảm động à, em em không sao anh đau lắm không em đưa anh đến bệnh viện lúc này chàng trai thanh niên chỉ cười không trả lời câu hỏi của cô mà còn cố ngồi dậy cởi áo khoác của anh cái áo mà anh đang mặc ở trên người khoác vào cho cô lúc này cô mới ý thức được bộ quần áo rách dưới của mình à, cảm cảm ơn anh một phút sau đó chàng trai thanh niên cố gắng đứng dậy bước những bước đi khập khiễng em tự về nhà của mình đi tôi đi đây mộc vân ngẩn người đến khi mà ý thức được người kia đã là cách cô một khoảng anh ơi cho em biết tên của anh với chàng trai không gần đầu nhìn lại nhưng vẫn là vẫy vẫy tay em không cần biết tên của tôi đâu nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại khốn nạn ông đã làm gì con gái của tôi rồi trả con gái lại cho tôi con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi giết chết ông rồi tôi ngồi tù cũng được vừa mới đến gõ cửa mộc vân đã nghe thấy tiếng mẹ của cô đang khóc còn vừa đang đánh bùm bụp vào người của ba cô cô ngỡ ngàng đây là mẹ cô sao một người phụ nữ cả một đời cam chịu dù cho có bị chồng đánh đến bầm cả đuôi mắt hay là rách cả da đầu vẫn là ôm chặt đứa con gái nhỏ ở trong lòng không một lời oán trách nay lại dám đánh cả ba cô giây phút đó mộc vân khóc cô khóc không phải là vì tuổi nhục mà là người cha đáng khinh kia mang lại cô khóc vì mình có được một người mẹ thật tuyệt vời cô định gọi to mẹ ơi nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô chỉ có thể chạy thật nhanh đến chỗ của mẹ rầm tay của mộc vân đau như bị gãy mấy giây trước đó cô thấy người cha của mình đã cầm cái ghế cao đang định đánh mẹ cô vân con có sao không con người cha còn không bằng con thú kia nhìn thấy mộc vân thì tái xanh mặt mày sau nó lại trốn được về đây nếu như vậy có nghĩa là cái bọn đòi nợ thuê sẽ đến tìm ông lần nữa. Mẹ ơi, mẹ, con không sao, con không sao rồi, con không đau đâu. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười với mẹ. Cô muốn bà an tâm, thật may vì cô đỡ được cái ghế, nếu không, không biết ở trên người mẹ mình lại bị chảy máu ở chỗ nào nữa đây. Bà vui mừng mà ôm chầm lấy cô. Con, con ơi, sáng giờ con đi đâu vậy? Trời ơi, mẹ, mẹ lo lắng cho mày quá, khi mà cô mở miệng định nói với mẹ rằng mình chỉ là đi chơi nhà bạn thì người cha kia lại quát mày về đây bằng cách nào mày về rồi bọn chúng đến tìm tao thì thế nào đây mẹ cô nghe vậy thì đau đớn ông vừa nói cái gì cái đồ độc ác cái đồ ác ma đến hùm dữ còn không ăn thịt con nữa là ông còn không bằng con vật đổ xúc vật đổ xúc sinh có ai bị so sánh với cả con vật mà không cảm thấy bị xúc phạm ông ta tức điên người lao vào muốn đánh mẹ Vân. Lần này Mộc Vân không nhân nhượng nữa, cô thẳng tay đẩy người cha của mình ra. Sức của một lão già nghiện ngập, làm sao mà bằng sức khỏe của tuổi 18 đôi mươi. Ông ta ngã xuống đất cái rầm, nằm ở một chỗ vừa đau vừa nhục, lão quá to. À, phản, phản hết rồi, mẹ con nhà mày, được, được lắm. Mộc Vân cười khẩy, mẹ con tôi chịu nhục 18 năm là đủ lắm rồi. Mộc Vân còn định nói ra những uất nghẹn ở trong lòng thì mẹ cô ngăn lại Vâng, mẹ đưa con đến bệnh viện Tay con gãy xương rồi Cô biết mẹ mình lại một lần nữa nhịn nhục Đảnh bất lực cùng với mẹ đi đến trạm y tế Thật may Sau khi xem xét ký lưỡng Bác sĩ kết luận cô chỉ là bị tổn thương phần mềm Không có dấu hiệu của dạn xương Hay là gãy xương Vài ngày sau Khi mà công an đến nhà lấy lời khai của Mộc Vân Lúc này mẹ cô mới biết Người chồng quỷ dữ của mình đã bán con gái Cho năm tên lưu manh Đến cuối cùng Bà chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, quyết định đi tố cáo người chồng bạo lực gia đình. Xét theo những vết thương mới cũ chồng chất ở trên người bà cùng với những lời khai của những nhân chứng sống là những người hàng xóm tốt bụng, tòa tuyên án người cha tàn độc kia 2 năm tù giam. 4 năm sau, Mộc Vân ở trên đường đi làm, cô nhìn thấy một chàng trai lóng ngóng đang chuẩn bị qua đường. Cô tốt bụng kéo anh ta lại, "Anh gì ơi, đèn còn chưa có chuyển sang đỏ mà anh đã muốn qua đường sao?" anh không cần mạng nữa sao? Người thanh niên quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Mộc Vân chợt nhận ra gương mặt mà cô đã tìm kiếm 4 năm nay. Người thanh niên 4 năm trước đã cứu vớt cuộc đời, tưởng chừng như đã bế tắc của cô. Cô kích động nắm tay người ta. Anh ơi, nhớ em không? Em là người mà 4 năm trước anh đã cứu. Chị là... chị là ai? Mộc Vân ngỡ ngàng. Không phải chứ, chỉ mới vài năm mà cô đã đến cái tuổi, phải gọi là chị rồi sao? Cô chỉ mới 22 tuổi thôi mà." Cô cười ngượng ngùng, "Anh không còn nhớ em nữa sao?" Người kia nhìn cô vừa chớp chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội. Lúc này, một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng gọi, "Khải Liệt, chờ mẹ. Con chạy đi đâu mà nhanh quá?" Chàng trai nghe tiếng mẹ gọi, liền lại gần mẹ, mỉm cười híp mắt, đầu còn tựa vào vai mẹ, "Mẹ ơi, con tính qua đường mà chị này lại kéo con lại." Bà nhìn Bộc Vân rồi mỉm cười. Cháu là bạn của Khải Liệt sao? Mộc Vân nhìn bà, gật gật đầu rồi lại lắc đầu. À, thật ra thì 4 năm trước, anh ấy đã từng giúp đỡ cháu nên... Ngừng một chút, cô lại nói. Anh ấy bây giờ không còn nhớ cháu nữa rồi. Người phụ nữ nghe thế thì mỉm cười. À, cháu thông cảm, thằng nhóc này 4 năm trước bị người ta đánh một trận thừa chết thiếu sống. May sao nhiều bác sĩ giỏi cứu được. Cái mạng này của nó, thần kinh thì bị tổn hại rất nặng nên là mất hết ký ức, tư duy như một đứa trẻ. Bốn năm trước bị đánh ư Là vì cứu cô sao Cô nhớ lần đó anh bị thương rất nặng Nhưng mà anh vẫn là gắng gượng đi về Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này Cô ơi Có thể là cho cháu xin số điện thoại của cô có được không ạ à? Bốn năm Tuy không dài nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra Người cha kia của cô ở tù Được một năm thì mất vì ung thư gan Cái hôm mà chôn cất Mẹ cô đứng ở mộ ông rất lâu Nhưng không rơi một giọt nước mắt Mộc Vân biết mẹ đã từng yêu ba rất nhiều Nhưng mà theo năm tháng Tình yêu của bà đã phai nhạt Vì những lần bị ông hành hạ Về thể xác lẫn tinh thần Sau đó cô và mẹ đã bán căn nhà ở quê Chuyển lên thành phố Sống để mà tiện cho việc học của Mộc Vân Mộc Vân ra trường được nửa năm Đã có công việc ổn định Cuộc sống của cô và mẹ hiện tại Tuy không dư giả Nhưng mà cũng đã đủ ăn đủ mặc Trần trừ mấy phút Mộc Vân mới nhấn nút gọi Ban nãy, khi mà mở tủ quần áo, cô lại vô tình nhìn thấy cái áo khoác mà 4 năm trước người ân nhân đó đã khoác cho cô. Cái áo này bây giờ chẳng còn mùi hương của người thiếu niên kia nữa, thật chớ trêu thay. Cô còn chưa kịp trả lại thì người kia đã không còn nhớ về cô nữa. Đầu dây bên kia reo được mấy tiếng thì có người bắt máy. Alo. Mẹ ơi, từ ngày mai con sẽ không đi làm ở công ty nữa. Có chuyện gì sao con? Thật ra thì con sẽ đi làm người giúp việc. Mẹ Vân giật mình vì những lời của con gái, Mộc Vân thấy vậy thì vội giải thích, cô kể cho mẹ nghe về chàng trai 4 năm trước, tuy là không biết đánh nhau nhưng vẫn không ngần ngại mà xông vào cứu cô khỏi những tên cặn bã, sau đó cũng kể lại đoạn đối thoại giữa cô và mẹ của Khải Liệt. "Bác, bác Khải Liệt, cháu có chuyện muốn nói với bác." "Ờ, ừ, có chuyện gì cháu cứ nói đi." "Thật ra thì 4 năm trước, anh Khải Liệt cứu cháu khỏi năm cái tên giang hồ." nên mới bị đánh thê thảm như vậy sau đó anh ấy đi về cháu cứ nghĩ là đó chỉ là vết thương ngoài da không ngờ anh ấy lại bị nặng như vậy cô cứ nghĩ là mẹ anh sau khi nghe chuyện bà sẽ rất giận dữ thậm chí là cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe bà oán trách nhưng không bà chỉ cười nhẹ nhàng ờ thì ra là vậy à khải liệt trước nay lúc nào nó cũng hiếu động bác cũng cứ nghĩ là nó chơi bời với bạn bè nên mới xảy ra sự cố không ngờ rằng nó là giúp con Ờ ừ, cũng đại chuyện không may cả thôi đã thành ra như vậy rồi cô không trách con nữa đâu Mộc Vân đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện nhưng mà cô không ngờ là mẹ anh lại là một người khoan dung độ lượng đến như thế cô bối rối cháu cháu thật sự xin lỗi bác à, không cần không cần phải gọi ta bằng bác đâu gọi ta là cô thôi ta đã già đâu vâng ạ cháu cháu xin lỗi cô cháu cháu Ờ uh, cháu cảm thấy có lỗi phải không vâng ạ mẹ anh cười nếu cháu thấy có lỗi thì có thể thường xuyên đến nhà cô chơi thằng khải liệt nó rất tội nghiệp lúc nào cũng chỉ ở trong phòng không muốn tiếp xúc với ai nhưng mà hôm nay lại tiếp tục nhắc đến cháu chăng là nó vẫn còn chút ấn tượng nào về cháu đấy mộc vân nghe chuyện thì có một cảm giác lạ trong tim nên không gần ngại mà đưa ra một ý tưởng cô ơi con con có thể hàng ngày đến chăm sóc cho anh ấy được không ạ vì nếu không có anh ấy có lẽ là con sẽ không có được ngày hôm nay có lẽ vì quá khẩn trương nên câu từ của cô cũng không rõ ai nghe thấy cũng dễ hiểu lầm mộc vân vội vàng sửa lại ý ý con là có thể làm người giúp việc ở đây không ạ à cô gái con không cần phải làm vậy vì có lỗi đâu con là thật tâm mà cô mộc vân cuối cùng thì bà ấy cũng đã đồng ý sao con mẹ vân từ đầu đến cuối nghe cô thuật lại câu chuyện vâng ạ mẹ mẹ đồng ý chứ ạ mẹ vân gật gật đầu con muốn thế nào thì mẹ cũng ủng hộ Mộc Vân ôm chầm lấy mẹ, "Con cảm ơn mẹ." Buổi sáng, Mộc Vân đến nhà Khải Liệt, đứng ở trước sự hào nhoáng của căn biệt thự, cô tự hỏi, "Liệu đây có phải là cung đình mà ngày xưa vua chúa hay ở hay không? Thật sự là quá khang trang, quá đẹp đẽ." Lúc mà nhìn thấy Khải Liệt qua cách ăn mặc sang trọng, cô biết là nhà anh nhất định sẽ rất giàu có, chỉ có là không ngờ đến lại giàu đến mức này mà thôi. Mãi đứng ở dưới sân nhìn căn biệt thự mà Mộc Vân không biết rằng ở trên một tầng cao có người đang lặng lẽ quan sát cô khi mà nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ khải liệt mộc vân mới hoàn hồn mộc vân vào đây công việc của một người giúp việc như mộc vân thật sự là quá nhàn rỗi mỗi ngày chỉ là một việc duy nhất là trông nom khải liệt vì mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều có người làm từ việc dọn dẹp nhà cửa đến việc tỉa tót những cây hoa từng việc đã được phân công cụ thể ngày thứ nhất mộc vân ngồi bên cạnh nhìn khải liệt vẽ không biết là có phải là do năng khiếu hay không nhưng với tư duy của một đứa trẻ vẽ như thế này thật sự là quá đẹp đôi khi còn đẹp hơn cả họa sĩ mộc vân tự lý giải rằng mặc dù đầu óc có thể trở nên như thế nào đó nhưng mà năng khiếu và sở trường cũng sẽ không thể vì thế mà bóp méo biến dạng khải liệt có thể vẽ cả ngày không chán nhưng mà mộc vân thì lại không có đam mê trời thương cô cho cô vài cái hoa tay nhưng mà không thích hợp để mà dùng trong việc vẽ vời khải liệt vẫn là ngồi học vẽ mộc vân quá chán nên là tìm đến chiếc giường trong suy nghĩ của khải liệt chỉ là một cậu nhóc nên mộc vân không có bất cứ một phòng bị nào cả mà thoải mái nằm ngủ trong lúc mơ màng cô còn không quên cảm thán đúng là giường của nhà giàu cái nệm cũng thật là êm mộc vân ngủ say sưa đến mức cô mơ thấy một giấc mơ có một người nào đó đang vuốt má cô hỏi cô gái cô tiếp cận tôi vì mục đích gì ngày thứ hai thứ ba rồi đến những ngày sau đó nữa. Khải Liệt ngoài việc vẽ vời ra thì còn thường xuyên xuống vườn hoa chơi. Tâm hồn của cậu thiếu niên cứ như một đứa nhóc 5 tuổi. Cậu ngắt hoa, cài lên mái tóc của mình, sau đó lại cài lên tóc của Mộc Vân. Chị qua đường, đẹp không? Từ lúc gặp Mộc Vân đến nay, Khải Liệt luôn gọi Mộc Vân là chị, là chị qua đường. Đơn giản là vì, đó là hôm Khải Liệt muốn qua đường, nhưng đã bị Mộc Vân ngăn cản lại. Ban đầu, Mộc Vân còn muốn sửa nhưng mà nghe nhiều lại thành quen. Mộc Vân chẳng còn quan tâm nữa. Ừ, rất đẹp nha. Những lúc thế này, Mộc Vân có một cảm giác người đứng ở trước mặt cô rất giống nhưng lại rất không giống người thanh niên của 4 năm trước. Được một tháng sau đó, Mộc Vân xin phép bà chủ cho cô dắt Khải Liệt về nhà mình chơi một ngày. Đơn giản là vì cô thấy cuộc sống bị gò bó ở trong khuôn viên của một căn biệt thự rộng lớn cũng thật sự là ngột ngạt. Khải Liệt suốt ngày ở nhà bệnh tình khó mà thuyên giảm được. Khải Liệt, ngồi đây xem tivi, em đi phụ mẹ làm cơm có được không? Khải Liệt gật gật đầu, rất thích thú. Vâng ạ, chị qua đường đi làm cơm đi. Mộc Vân mỉm cười, còn không quên xoa xoa đầu Khải Liệt. Ừ, ngoan lắm. Không hiểu sao, chỉ một hành động cực cưng chiều như là em nhỏ của Mộc Vân lại khiến cho trái tim của cậu thiếu niên hai mươi mấy tuổi lỗi một nhịp. Vài ngày sau đó, có một người con trai mẹ nheo với mẹ mẹ ơi con muốn cưới chị gái qua đường làm vợ nghe thấy câu nói của khải liệt cả nhà ai cũng khựng lại trong giây lát khải liệt con có biết vợ là gì không mà muốn lấy khải liệt cười ngây ngô dạ biết lấy vợ để về chăm sóc vợ yêu thương vợ cả nhà ai cũng bật cười mộc vân cũng không để tâm những cái lời của một cậu thanh niên mang tâm hồn trẻ thơ suốt thời gian qua cô xem như là người mang ơn mà thật tâm chăm sóc Mẹ liệt dường như cũng không quan tâm đến lời của con trai nữa. Tiếp tục uống tách cà phê buổi sáng rồi chuẩn bị đi làm. Đúng lúc này, một người giúp việc cầm cái điện thoại, không dây, đến đưa cho bà chủ. Bà chủ, Khải Hoàn nó gọi điện về. Nét mặt của bà khi mà nghe người có tên là Khải Hoàn kia thì lập tức tươi tắn. Vội cầm lấy điện thoại. Alo, mẹ nghe đây con. Không rõ đầu dây bên kia nói gì. Bà bên đây vui mừng khôn xiết. À, một tháng nữa con về sao? hoàn thành việc học sớm hơn hả con? À, được, 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 mẹ chờ. Sau khi tắt điện thoại, bà quay sang nói với Khải Liệt. Anh hai con sắp về rồi, một tháng nữa nó sẽ về đấy. Khải Liệt nghe thế thì vỗ tay hoan hô. Yeah, anh sắp về rồi, sẽ mang quà về cho Liệt nha. Mộc Vân vẫn còn ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì. Thế vậy thì bà tốt bụng giải thích một câu. Anh hai của thằng Kiệt, nó đi du học 4 năm nay, phải 3 tháng nữa nó mới về, nhưng mà nó kết thúc chương trình học sớm hơn nên là được về sớm. Mộc Vân lúc này mới hiểu mọi chuyện thì ra là vậy. Có lẽ là bà chủ rất yêu thương cậu con trai cả này nên bà mới vui mừng như thế. Khi mà bà vào trong thư phòng lấy tập tài liệu của công ty, cậu con trai khở khạo của mình từ lúc nào đã là đứng ở phía sau còn cẩn thận đóng cửa lại. Nét mặt ngây thơ thường ngày không còn nữa, thay vào đó là một dáng vẻ nghiêm túc. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ Kiệt không có một chút ngạc nhiên, ngược lại lại còn bình thản hỏi con trai một câu. Con giả ngốc 4 năm nay, sao bây giờ không tiếp tục? Khải Liệt giật mình. Mẹ, sao mẹ lại biết? Con diễn rất đạt, nhưng mà con quên mất ai là người đã mang nặng đẻ đau con à? Khải Liệt hối hận. Mẹ, con xin lỗi, nhưng mà con thật sự không thích kinh doanh như mẹ. Con thích vẽ tranh, thích chụp ảnh. Mẹ anh tức giận, con nghĩ Khải Hoàn nó thích kinh doanh sao? Không hề. Nhưng mà vì mẹ, vì cái gia đình này nó vẫn luôn cố gắng. Còn con, con khiến cho mẹ quá thất vọng. Thật ra, bà biết, biết rất rõ hai đứa con của bà không thích cái việc kinh doanh. Nhưng mà sự nghiệp của cả gia đình, chúng không gánh vác, thì ai sẽ là thay chúng gánh vác đây? Tuy nhiên, bà thương thằng con trai út này hơn một xíu, nên mới dung túng cho cả gia đình là để cho nó giả điên giả loạn 4 năm nay để mà trốn tránh cái việc thương trường mà nó không thích bà nhìn thấy cái vẻ mặt hối hận của con mình thì vội chuyển chủ đề sao nào con còn có chuyện gì muốn nói với mẹ con thật sự muốn cưới mộc vân con yêu cô ấy hơn một tháng nay ngày ngày đều ở cạnh mộc vân khiến cho trái tim của anh vô thức lỗi nhịp mặc dù anh không biết cô tiếp cận mình là vì mục đích gì nhưng anh thích cô từ lúc nào chính bản thân anh cũng không rõ chỉ khi xác nhận được tình cảm thì cô đã là một phần trong cuộc sống của anh không thể tách rời sở dĩ hôm nay anh nói chuyện với mẹ là vì anh hai sắp về nước anh không cần phải giả ngốc nữa rồi mặt khác anh tin rằng mẹ sẽ là vì thương con trai mà không phản đối chuyện của anh và mộc vân con nghĩ mộc vân sẽ đồng ý hay sao trong câu chuyện này chỉ có bà biết mộc vân vì sao lại trở thành người chăm nom con trai bà chỉ cần con giả ngốc, cô ấy sẽ là đồng ý. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, thằng con lúc nào cũng luôn bớn cợt lại có thái độ nghiêm túc như vậy. Lần này, con bà thật sự là động tâm rồi sao? Hết cách, bà chỉ có thể gật đầu. Nếu như con thuyết phục được con bé, mẹ sẽ đồng ý. Vừa dứt lời, lập tức mẹ Kiệt được ai đó bế bổng lên. Hoan hô mẹ, mẹ là nhất, chụt. Vừa nói, Khải Liệt còn hôn chùn chụt vào má mẹ bà bật cười cóc đầu con trai. "Được rồi, được rồi, coi như là tôi không có đứa con trai như anh. Biết được anh vô dụng, chỉ biết đến mình, ăn vui hưởng lạc thì tôi đẻ ra trứng vịt lộn rồi luộc ăn còn hơn." Khải Liệt vẫn là cười không khép được miệng. "Mẹ, mẹ thương con như vậy, làm sao mà mẹ nỡ được chứ?" <laughs> Mộc Vân, cô thật lòng hết cách với cả con trai của mình rồi. Nó cứ nặng nặc đòi cưới con. "Nếu như mà con không chê cái thằng bé nó bệnh tật thì làm con dâu của cô có được không?" Mộc Vân gần người, tình huống gì đây, làm sao có thể chứ? Cô lắp bắp, cô con con mẹ Khải thở dài, à, thôi vậy, con cứ xem như là cô chưa nói gì đi. Mộc Vân còn lắp bắp, cô con con thật ra, con sợ mình không xứng với cả Khải liệt thôi. Lúc này bà mới thở vào nhẹ nhõm, à, cảm ơn con. Nói thật với con, ngày xưa cô cũng chỉ là một sinh viên bình thường, may mắn lại gặp được ba của Khải hoàn. Khải Liệt, chỉ tiếc là ông ấy lại ra đi sớm quá, bỏ lại cô một mình gồng gánh công ty thôi. Nhắc đến ba của Khải Liệt, mặc dù ông ấy đã mất từ lâu, nhưng mà trên môi bà vẫn là thoáng nở nụ cười hạnh phúc, đủ để thấy được trước đây bà đã từng hạnh phúc như thế nào. Mộc Vân cảm thấy tủi thân, tại sao cũng là phụ nữ với nhau như mẹ Khải Liệt lại gặp được một người đàn ông tốt, còn mẹ cô thì gặp phải người cha ác quỷ. Thấy Mộc Vân trầm tư, bà nói tiếp: Gia đình nhà cô không bao giờ xem thường người khác Mộc Vân chần chừ Dạ ờ, Để con về nhà xin phép mẹ con cái đã Ờ à, con yên tâm Gia đình cô sẽ là sang gặp mẹ con Mong bà ấy chấp nhận hôn sự này Nếu như mà bà ấy đồng ý Một tháng sau đợi Khải Hoàn nó về nước Chúng ta sẽ là tổ chức hôn lễ Về phần mẹ Vân Bà cũng gật đầu đồng ý luôn Đơn giản là vì bà đã tiếp xúc với cả Khải Liệt mấy lần Khi mà anh đến nhà chơi Bà cảm thấy Trả ân nghĩa như vậy cũng đúng thôi. Người ta vì cứu con gái mình mà thành ra nông nỗi như vậy. Là cha là mẹ ai mà trả sót ruột, sinh con ra lành lặn. Cuối cùng chỉ vì tai bay vạ gió mà thành ra như vậy. Thật sự bà cũng rất ái nái. Bà cũng cảm thấy anh rất đáng yêu, ngờ ngạch nhưng mà chân thành. Cuộc đời của bà luôn gặp những điều bất hạnh nên bà không mong điều đó lại tiếp tục xảy ra với cả con gái bà nữa. Cứ sống tốt một chút, đúng lương tâm một chút, ông trời sẽ không bỏ rơi mình đâu. Ngốc thì có cái phúc của người ngốc Lo gì Còn 5 ngày nữa là đến đám cưới diễn ra Hôm nay Khải Hoàn về nước Mẹ Liệt muốn ra sân bay đón Khải Hoàn Nhưng anh nhất mực từ chối Muốn tự mình về nhà Nếu mẹ không an tâm thì cử một tài xế Đến đón là được Vì vậy mà suốt nửa tiếng nay Cả nhà ai cũng nôn nao Chỉ chờ cậu Khải Hoàn trở về Đặc biệt là mẹ Liệt Bà nghỉ một buổi sáng để mà chờ con trai Bà chủ cậu hai về rồi ạ Tiếng cô giúp việc vừa mới mở cổng Rồi vừa cho xe vào nhà Vừa nói to khiến cho cả nhà ai cũng mừng rỡ Hai cậu con trai của nhà này Rất được mọi người yêu quý Mặc dù là con của bà chủ Nhưng mà không cao ngạo Hay là có cái kiểu không xem mọi người ra gì Ngược lại còn rất là vui vẻ hòa đồng Quan tâm đến từng người giúp việc Vì vậy mà cậu hai đi du học 4 năm Năm nay mới trở về Khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết Mà cậu chủ cũng thật là kỳ lạ Người ta đi học thì thi thoảng sẽ về nhà, không thì về vào những dịp lễ Tết. Còn đằng này, cậu đi biển biệt 4 năm trời, lâu lắm mới gọi điện về nhà được một cuộc. Nhiều người cứ thắc mắc là bà chủ chỉ nói đùa rằng, chắc là nó có bạn gái ở bên đó nên mới không muốn về nhà như vậy. Mẹ, con trai mẹ về thăm mẹ rồi đây. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Lúc này Mộc Vân và Khải Liệt cũng đang ở đây. Hai mẹ con vừa buông ra, Khải Hoàn nhìn thấy Mộc Vân, ánh mắt khựng lại trong giây lát. Mộc Vân nhìn thấy Khải Hoàn cũng đứng hình, Khải Hoàn và Khải Liệt giống nhau như hai giọt nước, nếu cả hai ăn mặc giống nhau, chắc chắn là người ngoài sẽ không nhận ra được đâu là Khải Hoàn, đâu là Khải Liệt. Lúc này, mẹ chồng Mộc Vân mới giải thích, "Mộc Vân, mẹ quên nói cho con biết, Khải Hoàn và Khải Liệt là anh em sinh đôi, chúng nó cách nhau chỉ có 20 phút." Lúc nhìn thấy Khải Hoàn, trái tim Mộc Vân tự nhiên đập nhanh không kiểm soát điều mà từ trước đến giờ cô chỉ xảy ra một lần với cả ân nhân của cô mộc vân tự khinh thường bản thân sao có thể như vậy chồng sắp cưới của cô là khải liệt sao cô lại rung động với cả khải hoàn khải hoàn nghe mẹ mình xưng mẹ gọi con với cả mộc vân thì nghi hoặc mà hỏi mẹ mẹ đây là à đây là vợ sắp cưới của thằng khải liệt con bé tên là mộc vân mộc vân cúi đầu không dám nhìn khải hoàn cô sợ nếu như mình cứ nhìn sẽ đắm chìm mãi không thoát ra được con người sao lại có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên như vậy chứ? Không, không thể. Chồng cô là Khải Điệt, Khải Hoàn là anh chồng của cô. Chào em, Mộc Vân. Vâng, chào anh. Hai đứa sắp cưới nhau mà tận hôm nay anh mới được biết nhỉ? Khải Hoàn cười cười nửa môi, duyên phận đúng là thật kỳ lạ. Vài năm trước họ gặp nhau như những người xa lạ, vài năm sau gặp lại, trước mặt đã là thành em dâu. Mộc Vân còn chưa biết trả lời ra sao thì Khải Liệt đã là nhào tới, ôm lấy anh hai của mình, miệng còn không ngừng hôn chùn chụt vào má của Khải Hoàn. Anh hai, anh hai về rồi, anh hai, anh hai. Khải Hoàn không biết chuyện em mình là giả điên nên rất là thương em. Bị người cùng giới hôn đến ngạt thở như vậy vẫn là không có đẩy ra. Được rồi, được rồi, hôn người ta ngột thở rồi đây này. Buổi chiều, mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó. Mẹ Liệt tiếp tục đến công ty, Khải Hoàn vì đi đường xa, cộng thêm việc trái múi giờ mà ngủ lìa trong phòng khải liệt và mộc vân vẫn là vô tư hái hoa bắt bướm ở ngoài vườn phải nói rằng khải liệt và mộc vân là cái đôi cô dâu chú rể nhàn rỗi nhất trên đời này bởi vì tất tật tật mọi chuyện đều có bà hai và mẹ lo liệu còn việc của bọn họ là bỏ ra một tiếng đồng hồ để mà thử váy cưới nhưng mà việc đó đã hoàn thành từ một tháng trước nên bây giờ hai vợ chồng trẻ chỉ cần đợi đến ngày cưới nữa là xong vợ nhìn này chỗ này có bông hoa mới nở còn là hoa màu tím đẹp thật gần một tháng nay khải liệt không còn gọi mộc vân là chị qua đường nữa mà đã chuyển gọi cô là vợ mộc vân mải suy nghĩ về khải hoàn nên có chút thất thần nhất thời không nghe khải liệt nói anh thấy vậy thì lại gần lai lai cô vợ vợ ơi hoa đẹp nè nè vợ à à hoa đẹp quá khải liệt mặc dù giả ngốc nhưng mà cũng nhận ra những thay đổi của mộc vân từ khi cô gặp anh hai, Mộc Vân có điều gì khó nói sao? Khải Liệt vội vàng giả vờ. Vợ, vợ, vợ đang nghĩ gì vậy? Mộc Vân ngượng ngùng. À, à, không có gì đâu. Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Buổi tối ngày hôm sau, hơn 10 giờ tối, thì mẹ Khải gọi điện thoại cho Mộc Vân. Mộc Vân, con đến câu lạc bộ 97, đường X đón thằng Khải Hoàn giúp mẹ có được không? Nó uống say tí bỉ ở đó, nên là nhân viên đã gọi điện thoại cho mẹ kêu mẹ đến đón nhưng mà mẹ cùng với thằng Khải Liệt đang ở ngoại ô nên là không có về kịp đâu. Vâng mẹ, con đi ngay. Đến nơi, Khải Hoàn đã nằm gục ở trên bàn, nhắm nghiền đôi mắt lại. Mộc Vân vội đỡ Khải Hoàn ra ngoài, sau đó đón taxi về nhà. Về đến nhà, Mộc Vân khó nhọc đỡ anh vào trong phòng. Người ta nói đúng, người say thật nặng. Mộc Vân bê một chậu nước sạch vào định lau mặt cho anh, thì đột nhiên Khải Hoàn nắm lấy tay Mộc Vân. Cô gái, không phải đã nói nếu có duyên sẽ gặp lại nhau sao đến khi gặp lại em thì em đã là em dâu của tôi rồi ờ sao sao ạ mộc vân một phen kinh hoàng tại sao anh lại biết chuyện này lẽ nào anh anh là người đã cứu em sao cô hỏi nhưng lại cảm thấy hoang mang cực độ vì cô rất sợ câu trả lời của anh nếu phải thì sao mà không phải thì làm sao đây người cô sắp cưới làm chồng là khải liệt chứ không phải là anh nếu anh là người đã cứu cô vậy còn khải liệt thì sao còn những chuỗi ngày cô ở bên cạnh chăm sóc cho khải liệt phải làm sao đây khải hoàn không trả lời câu hỏi của mộc vân anh chỉ mỉm cười nhìn cô không biết tại sao là do hơi men kích thích hay là người con gái trước mặt của anh quá kiểu diễm đôi mắt to tròn long lanh sống mũi cao thẳng như vừa được chỉnh hình đôi môi đỏ mọng không có một chút phấn son nhìn nó anh muốn hôn vào một ngày của bốn năm trước trước ngày khải hoàn chuẩn bị đi du học đúng một tháng anh đến nhà bạn ở một vùng quê chơi đến khi về anh đột nhiên có ý định muốn đi bộ ra đường lớn để mà hít bầu không khí trong lành ở quê một đoạn khi mà đi ngang qua cánh đồng vắng có một căn nhà hoang tồi tàn sập sệ anh nghe rõ bên trong có tiếng la hét cuột cường của một cô gái đoán chắc là có chuyện chẳng lành nên anh gọi điện thoại cho cảnh sát báo án trước sau đó một mình xông vào căn nhà kia cảnh tượng trước mắt khiến cho anh thương cảm vô cùng một cô gái nhỏ không ngừng vùng vẫy la hét tránh sự đụng chạm kinh tởm của năm tên đàn ông kia giây phút đó anh không màng đến bất cứ điều gì không hề quan tâm đến chuyện anh không hề biết một chút võ thuật nào càng không quan tâm đến chuyện phe chúng là có tận năm tên bạm trợ nhưng mà anh chỉ là một thân một mình làm sao có thể chống chọi lại chúng anh chỉ có một chấp niệm duy nhất đó là bằng mọi giá phải cứu được người con gái đang cố gắng trong tuyệt vọng kia không khí trầm lắng đến lạnh người, đột nhiên Mộc Vân cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm chạy lên bờ môi của cô, Khải Hoàn hôn cô. Mộc Vân theo bản năng lùi về phía sau, nhưng mà Khải Hoàn không chịu buông thả cho cô. Cô càng lùi về sau, anh lại càng gần, một bàn tay xấu xa còn giữ lấy gáy của Mộc Vân lại. Lý trí bảo cô phải đẩy anh ra, nhưng mà con tim lại chìm đắm trong nụ hôn này. Khi nụ hôn càng sâu hơn, môi lưới càng ngày càng quấn quýt cũng không thể nào thỏa mãn được khát vọng của cả hai anh và cô dần dần ngã xuống giường rời đôi môi sưng đỏ của cô em bốn năm qua hình bóng của em vẫn luôn ở trong đầu của anh anh đã từng nghĩ sau khi về nước hoàn thành khóa học anh sẽ đi tìm em nhưng có vẻ như chớ chiêu quá anh biết là anh sai rồi yêu anh không giọng nói như buổi yêu vang vọng trong đầu cô cô chỉ cảm thấy đầu óc bây giờ thật hỗn loạn ý thức vô cùng mơ hồ chỉ còn lại cảm giác toàn thân nóng rực cô gật đầu có em yêu anh em yêu anh ngay từ cái gặp lần đầu tiên anh vui sướng khi mà nghe câu đó vậy là nụ hôn đầu của cô đã trao cho anh chồng lần đầu tiên của cô cũng đã trao cho anh chồng mộc vân biết cô sai sai thật rồi ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua tấm màn mỏng ở trên cửa sổ làm cho ta thấy rõ có một đôi nam nữ quấn lấy nhau ở trên giường, người nữ bị ánh sáng quấy rầy, nhíu mày mà tỉnh giấc với một cơn đau buốt ở hạ thân. Lúc này cô lại một lần nữa nhận ra những sai trái của bản thân mình. Mộc Vân giật mình ngồi dậy, có lẽ vì hành động này của cô mà Khải Hoàn cũng giật mình mà tỉnh giấc. Giọng của anh vẫn là còn ngái ngủ. "Còn sớm mà." Mộc Vân hoảng hốt, "Em em muốn dậy." Một lần nữa Khải Hoàn không buông tha cho cô, kéo cô nằm xuống choàng tay ôm cô vào trong lòng lần này cô chẳng thể vùng vẫy được nữa và lại một lần nữa cô thuận theo ý của anh ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay vững trái của anh anh lại chìm vào trong giấc ngủ nhưng mà không biết rằng trong lòng cô đang lo lắng không yên cô lo cho tương lai sau này của mình nếu có thể cô mong đây chỉ là một giấc mộng đẹp khi mà tỉnh dậy mọi thứ sẽ là tan biến hết suy nghĩ miên man đến mệt nhoài mà lại ngủ thiếp đi trong lúc nửa tỉnh nửa mê Cô nghe thấy tiếng chốt cửa phòng. Một giây sau đó có người gọi, anh hai. Lời còn chưa kịp nói, Khải Liệt đã đứng hình trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Anh hai và vợ sắp cưới của anh đang ngủ cùng với nhau. Hai người ngoại trừ một tấm chăn mỏng, che hai cơ thể đang lõa lồ, thì không còn bất cứ vật che chắn nào khác. Dù đó là một cậu nhóc 10 tuổi cũng biết được là đã có chuyện gì xảy ra. Hai người... Bộc Vân hoảng hốt, bật dậy. Cô vội giật lấy tấm chăn che chắn cơ thể. Sau đó cô chạy thẳng vào nhà tắm trong phòng của Khải Hoàn. Trái ngược với thái độ của Mộc Vân, Khải Hoàn bình thản đứng dậy, điềm đạm mặc lại quần áo như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khải Liệt tức đến mức mất kiểm soát, xông vào Khải Hoàn, giơ nắm đấm. Lúc này anh chẳng còn cái dáng vẻ của cậu nhóc nữa. Khải Hoàn cũng không hề tránh né, nghĩ rằng Khải Hoàn sẽ là lãnh trọn một nắm đấm của Khải Liệt thì lúc này mẹ của hai người đã đi vào. Khải Liệt, con làm gì vậy hả? khải liệt nghe thấy tiếng của mẹ thì hạ nắm đấm nhưng mà vẫn là nghiến răng nghiến lợi mẹ anh hai và mộc vân mẹ nhìn quần áo của nam nữ rơi vãi ở trên sàn nhà cộng thêm thái độ tức giận của khải liệt bà hiểu được đã có chuyện gì xảy ra khải hoàn sao con lại làm vậy với cả em con khải hoàn không trả lời mẹ mà chỉ đưa ra một lời tuyên bố mẹ con muốn lấy mộc vân con sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm mẹ anh đột nhiên cao giọng không được con không thể lấy con bé. Con là anh lớn, sau này còn phải gánh vác gia đình, không thể tùy tiện muốn lấy ai cũng được. Lúc này Mộc Vân từ nhà 8 đi ra, trên người cô đang mặc bộ quần áo của Khải Hoàn. Cô Lý Nhí, "Ờ, cô, con con xin lỗi, con xin phép về nhà." Rồi cô bỏ chạy, Khải Hoàn định đuổi theo thì bị mẹ anh quát lại. "Không được đuổi theo, nếu như con đuổi theo, mẹ sẽ đập đầu vào tường tự vấn ngay tại chỗ." "Mẹ, mẹ đừng ép con." mẹ đừng sắp đặt cuộc đời con nữa có được không mẹ ruột gan của khải hoàn như bị ai thiêu đốt nôn nao lạ thường anh muốn đuổi theo người con gái đó nhưng còn mẹ bà nói được thì sẽ làm được là là con ép mẹ 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 biết mộc vân không yêu khải liệt sao còn biến cướng sao mẹ lại không nói ra sự thật lúc này khải liệt mới hơi bình tĩnh và đang nghe về cái sự thật này tối hôm qua tuy mộc vân không nói với anh nhưng mà anh một phần nào vẫn là hiểu được vì sao cô sắp trở thành em dâu của anh cô nhầm anh với cả khải liệt hơn nữa còn đinh đinh cho rằng khải liệt vì cứu cô nên mới tổn thương nhưng mà thực chất cô không yêu khải liệt nếu không đêm hôm qua cô cũng sẽ không đánh mất bản thân mình như vậy mộc vân nhầm em là người đã cứu cô ấy vì anh em ta quá giống nhau mẹ là thật sao khải liệt bây giờ rất hoang mang anh muốn chứng thực hỏi lại mẹ xem sự việc này là như thế nào Ở ban đầu con bé nói là em đã cứu con bé 4 năm trước nên mới bị chấn thương. Nên con bé mới cảm thấy ái náy. Chỉ là mẹ không ngờ, người cứu con bé lại là anh hai con. Tại sao chỉ sau một đêm mà mọi chuyện lại thay đổi đến mức này? Mặc dù là lúc trước Khải Liệt luôn thắc mắc lý do Mộc Vân tiếp cận mình. Nhưng mà hôm nay anh lại cảm thấy hối hận. Không biết có lẽ sẽ là tốt hơn. Vì biết rồi anh lại càng tổn thương sâu sắc. Đột nhiên cả ba người trong căn phòng đều im lặng. Khải Hoàn lên tiếng. Cho nên mẹ à, con muốn cưới em ấy. Không được, cả Khải Liệt cùng với mẹ anh đều đồng thanh. Khải Liệt sao có thể can tâm, nhường người mình yêu cho anh hai của mình được. Còn mẹ của anh thì không thể nào chấp nhận con dâu trưởng. Người sau này sẽ là cùng con trai bà gánh vác sự nghiệp của gia đình mình, là một người phụ nữ bình thường như vậy được. Huống hồ con bé còn là vợ sắp cưới của Khải Liệt. Còn ba ngày nữa sẽ là tổ chức hôn lễ. Vì vậy người ngoài sẽ là nói như thế nào về gia đình của bà đây? Mẹ không phải mẹ dạy con làm người phải có trách nhiệm hay sao rồi anh quay sang nhìn khải liệt từ nhỏ đến lớn tất cả mọi thứ anh đều nhường cho em bây giờ đổi lại em nhường cho anh một lần có được không hả nhưng mẹ anh và khải liệt lại bỏ qua khẩn cầu chân thành đó của anh mẹ đã nói không được là không được hôn nhân của con sẽ là tìm người tương xứng với con về phần của mộc vân nếu như con cảm thấy có lỗi mẹ sẽ bồi thường một khoản tiền rất lớn mẹ tại sao Khải Liệt chỉ sinh sau con có 20 phút, nhưng nó lại được tự do, được làm những điều mà nó muốn. Lấy được người mà nó yêu, nhưng con thì không, hả mẹ? Ba anh mất từ năm anh 10 tuổi, mẹ anh vừa lo chuyện nhà, lo chuyện công ty nên vất vả. Anh hiểu được điều đó, nên anh từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ để mà cứu người, rồi học ngành quản trị khô khan mà mình không yêu thích. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Vẫn phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình nữa sao? Nghe câu hỏi của Khải Hoàn, cả mẹ anh lẫn Khải Liệt đều cảm thấy dai dứt. Khải Liệt biết, từ trước tới nay anh hai đã là u uất rất nhiều và thiệt thòi cũng rất nhiều, cũng chỉ vì bốn chữ gánh vác gia đình. Cậu luôn được mẹ và anh hai bảo bọc, mà quên mất mình cũng là một đấng nam nhi. Mình cũng chỉ sinh sau anh hai có 20 phút. Bốn năm cậu giả điên giả ngốc là vì muốn trốn tránh việc nhà, trốn tránh việc công ty, sống một cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo. Còn anh hai phải đi du học nước ngoài để mà nâng cao trình độ theo những tính toán và kế hoạch của mẹ. Thấy mẹ không trả lời, Khải Hoàn bất lực hỏi lại một câu. Mẹ có biết tại sao con đi biển Việt 4 năm mà không trở về nhà lấy một lần hay không? Tại vì con không muốn về. Về nhà chỉ khiến cho con cảm thấy ghen tị với cả Khải Liệt. Đôi lúc anh thừa nhận mình là một người anh tồi. Vì không có người anh nào lại đi ghen tị với cả em trai mình cả. Khi mà nhìn Khải Liệt, anh có một khao khát khó tả. Anh muốn được là chính mình được đam mê theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng anh không thể. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Khải Hoàn là độc thoại. Mẹ, Khải Liệt à, chuyện của hôm nay con rất xin lỗi. Nói rồi anh lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà. Đến khi mà anh rời khỏi, một giọt nước mắt khẽ lan dài trên gò má. Đã có một vài nếp nhăn chứng minh cho thời gian của mẹ và anh. Bà khóc, con bà không thể hạnh phúc. Người làm mẹ như bà sao có thể vui vẻ được đây? Trong 25 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Khải Liệt cảm thấy mẹ mình khóc. Kể cả lúc ba mất, mẹ anh cũng là không khóc mà chỉ cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho hai con thật tốt. Mẹ nói vậy. Lúc này, Khải Liệt biết cậu cũng cần phải trưởng thành. Lái xe đi hết một vòng thành phố, Khải Hoàn mới nhận ra rằng anh không có bất cứ một thông tin gì liên quan đến Bộc Vân. Số điện thoại của cô anh không có, địa chỉ nhà của cô anh cũng không có anh cứ vậy mà lái xe đi trong vô định khi mặt trời đã khuất núi khải hoàn mới trở về phòng mình dọn dẹp lại phòng ốc gom những quần áo vương vái ở dưới sàn nhà khi chỉnh sửa lại ga giường màu trắng tinh khiết của tấm ga vô tình tôn lên vệt máu đỏ tươi đã khô ở giữa giường khải hoàn khẽ khàng mà chạm lên nó cô gái luôn giữ mình trong sạch trong bất cứ hoàn cảnh nào kiên cường chống lại năm tên đàn ông ngày trước nay lại tình nguyện trao cho anh cái thứ thuần khiết nhất, tinh khôi nhất của người con gái dành cho anh. Mộc Vân, đám mây thuần khiết, em đang ở đâu vậy? Đám cưới tất nhiên sẽ bị hủy vì không có cô dâu. Người nhà họ Khải có tìm đến nhà của nhà Mộc Vân, nhưng mà đến nơi thì lại bị khóa cửa chặt. Hỏi hàng xóm xung quanh mới biết, hai mẹ con họ đã hấp tấp dọn đi trong đêm như đang lẩn trốn chuyện gì đó. Cả Khải Hoàn và Khải Liệt đã đi tìm suốt ba ngày trời rộng rã, nhưng vẫn là không có lấy một chút tin tức nào của họ. Cuối cùng, đành bỏ cuộc, chỉ có thể nhờ đến thám tử tư. Năm tháng sau, Mộc Vân nói thật cho mẹ biết, con có thai có phải không? Dạ, mẹ, con... Mộc Vân định trả lời là mình chỉ là đang mập lên một chút, như những lần trước đó, nhưng mà mẹ cô lại tiếp tục nói. Con đừng gạt mẹ nữa, bụng của con nó đã lộ ra rồi kia kìa. Mộc Vân biết, chẳng thể dâu diếm được nữa, quỳ xuống thú nhận Mẹ, con xin lỗi, nhưng đây là con của con. Đây là con của cô. Cô sợ mẹ cô sẽ bắt cô bỏ nó nên đã giấu mẹ đến tận bây giờ. Chỉ là hiện tại bụng cô đã to, không thể nào tiếp tục giấu được nữa. Là con của Khải Điệt sao? Mộc Vân lắc đầu. Mẹ cô thở dài, không phải con của Khải Điệt cũng tốt. Sau này khỏi phải tranh chấp, dành con với cả nhà giàu. Chuyện của Mộc Vân, bà chỉ biết được một chút. Đại khái là cái thằng Khải Liệt nó không phải là người đã cứu con bé hơn nữa thằng bé không bị bệnh nên là không cần phải tổ chức đám cưới chỉ là bà không hiểu tại sao mộc vân lại năn nỉ bà dọn nhà trong đêm đến một nơi khác thuê nhà ở tạm vài tháng sau lại về bà chỉ tự giải thích với mình rằng có lẽ con bé không muốn gặp nhà đó nữa rồi bà đỡ cô đứng dậy con quỷ thế này không tốt cho cháu ngoại của mẹ đâu mộc vân ngạc nhiên mẹ không trách cô sao mẹ mẹ đừng bắt con bỏ con của con Bà phì cười. Ừ. Cháu ngoại của mẹ nó mà nghe những cái lời này thì nó lại nghĩ là bà ngoại của nó rất ghét nó đấy. Mẹ cô thật sự không giận cô sao? Từ lúc lấy chồng, cuộc sống của bà tối tăm mù mịt, may mà bà có Mộc Vân là ánh sáng duy nhất của cuộc đời. Con bé muốn thế nào, bà đều tôn trọng, cuộc sống của hai mẹ con bà mấy năm nay rất ổn. Bây giờ có thêm một đứa trẻ, không phải sẽ là càng vui hơn sao? Mẹ, mẹ, con cảm ơn mẹ cô âm trầm lấy mẹ bà vỗ về lưng cô thay cho một lời an ủi đời này không cần chồng chỉ cần có mẹ cùng với con ở bên cạnh cô là đủ rồi à đúng rồi con đã biết là trai hay gái chưa mộc vân nghe mẹ hỏi thì rất vui vẻ lấy tay xoa xoa cái bụng à, là con gái năm tháng rồi mẹ ạ nhưng mà con lại thích con trai hơn mẹ cô nghe thế thì cốc nhẹ vào đầu cô hiện đại như bây giờ mà có tư tưởng trọng nam khinh nữ thế hả con gái Ừm. Mộc Vân cười cười không giải thích. Cô thích con trai hơn vì cô sợ con gái của mình sau này sẽ khổ như bà ngoại và mẹ của nó. Chỉ 5 tháng trôi qua nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Khải Hoàn chính thức đến công ty làm việc với chức vụ phó tổng giám đốc. Khải Liệt thì đi sang Mỹ du học đã được 3 tháng. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định là sẽ đi du học, sau khi về nhà sẽ là cùng mẹ và anh hai quản lý chuyện của công ty cậu chẳng thể cứ mãi chơi bời như thế được. Người nhà họ Khải, ngoại trừ Khải Hoàn vẫn là thuê thám tử tư đi tìm tung tích của Mộc Vân, thì có lẽ chẳng còn ai nhớ đến cái cô gái Mộc Vân đó nữa. Mọi chuyện đang dần trở về quỹ đạo của nó. Mộc Vân mang thai đến tháng thứ 8 thì hai mẹ con cô quyết định dọn về nhà. Mộc Vân nghĩ rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Người nhà đó chắc là sẽ chẳng tới tìm cô nữa. Cứ ở trong nhà trọ cũng không phải là cách hay. Huống hồ, bụng của cô bây giờ đã lớn, đi đứng cũng có phần khó khăn, về nhà sẽ là tốt hơn. Cô không muốn bất kỳ lý do nào làm ảnh hưởng đến đứa con gái của cô cả. Chỉ mong cô có thể bình an đến 9 tháng 10 ngày. Mẹ tròn con vuông, sinh con khỏe mạnh. Hôm nay là Chủ nhật, Mộc Vân lại tiếp tục đi sám đổ sơ sinh. Còn đúng một tháng nữa là đến ngày dự sinh nên là cô đi mua bình sữa cùng với tã lót. Sợ rằng vài hôm nữa mệt mỏi trong người sẽ là không đi được. Mộc Vân đi dạo một vòng khu dành cho mẹ và bé, mua hết những thứ mà mình cần mua. Cô đi bộ ra về, từ nhà đến khu mua sắm cũng chỉ có 500 mét nên cô thường hay đi bộ. Thứ nhất là tiết kiệm một khoản tiền thuê xe, thứ hai là vì con cô, bởi vì người ta thường nói đi nhiều cho dễ đẻ. Mộc Vân thong thả sách túi đựng đồ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Cô chợt nghe có người gọi, Mộc Vân, Mộc Vân. Khi mà cô xoay người lại cô nhìn thấy khải hoàn đang đứng từ đằng xa chạy đến còn liên tục gọi tên cô thật kỳ lạ khải hoàn và khải liệt giống nhau như hai giọt nước nhưng mà khi cô nhìn ở đằng xa thì đã biết anh là khải hoàn chẳng phải do anh là ba của con cô nên cô mới có thể dễ dàng nhận ra mộc vân sợ anh phát hiện ra mình có thai nên đi nhanh hơn thậm chí có một giây phút nào đó cô lại muốn co chân chạy nhưng mà không thể có lẽ vì quá vội mà mộc vân qua đường không có để ý đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh rầm một chiếc xe hơi đụng trúng mộc vân khiến cho cô ngã xuống đất khải hoàn từ đằng xa mắt nhòe cả đi khi nhìn thấy cô như vậy anh cuống quýt chạy đến và đỡ lấy cô cú va chạm gỡ tưởng sẽ là không sao nhưng mà bụng của cô lại chuyển đến một cơn đau thắt nhìn xuống cái váy của cô đang mặc đã có một mảng đỏ tươi từ bao giờ một số người đi đường chứng kiến cảnh này còn xì xầm chết rồi không giữ được đứa bé nữa rồi Mộc Vân một lần nữa tuyệt vọng khẩn cầu anh, Khải Hoàn, cứu con em, cứu con em với. Khi mà Mộc Vân được đưa đến bệnh viện thì lập tức phải chuyển vào trong phòng cấp cứu vì thuộc tình huống khẩn cấp. Khải Hoàn cùng với người tài xế đã đâm trúng cô, chỉ có thể đứng lo lắng ở trước phòng cấp cứu. Trong tình huống khẩn cấp lúc này, nếu còn chờ xe cấp cứu thì e rằng sẽ là không kịp, nên Khải Hoàn đã bế cô vào trong xe của người tài xế đã đâm trúng cô mà đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Anh tài xế biết rõ lỗi là không phải của anh, là cô gái kia qua đường và không chú ý nên mới xảy ra tai nạn. Nhưng một xác hai mạng người sao có thể thở ơ. Suốt cả quãng đường, Mộc Vân lúc nào cũng là ép mình phải tỉnh táo. Vì cô tỉnh táo thì mới có thể giữ lại được đứa con. Khải Hoàn đau lòng nhìn cô gái nhỏ quật cường, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, miệng vẫn còn lầm bẩm với anh. Khải Hoàn, Khải Hoàn, nhất định phải cứu con em, cứu con em với. Anh không thể ngờ rằng mới 8 tháng không gặp mà cô đã có gia đình, còn có con nữa. Thời gian qua cô lẩn trốn để ở bên cạnh hạnh phúc của riêng mình hay sao? Nghĩ đến điều đó, tim anh nhói đau đến không thở được. Chừng 10 phút sau, một vị bác sĩ đứng tuổi cầm ở trên tay một bản. Ai là người nhà của cô Mộc Vân? Khải Hoàn tiến lại gần. Là tôi. Bà không vui. Cậu là chồng kiểu gì mà lại bất cẩn như vậy? Còn một tháng nữa là đến ngày sinh rồi, vấn đề xảy ra tai nạn cậu ký vào cam kết đi, chúng tôi phải tiến hành mổ lấy thai, trong trường hợp mà quá nghiêm trọng chỉ có thể cứu được một trong hai nên là gia đình phải ký cam kết. Khải Hoàn đau lòng ký vào bản cam kết. Đến khi mà vị bác sĩ rời đi, Khải Hoàn mới nhớ đến một điều quan trọng, Mộc Vân có thai hơn 8 tháng, hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian mà cô bỏ đi, nếu như vậy, đứa bé có lẽ là con của anh. Mộc Vân, sao em lại ngốc đến như thế chứ? Khi mẹ cô biết tin thì mới hớt hải chạy đến bệnh viện vừa nhìn thấy khải hoàn như nhìn thấy khải liệt cộng thêm với cái việc bà không biết khải liệt có anh sinh đôi nên đã lầm tưởng đây là khải liệt cô cảm ơn cháu khải liệt à nhưng ở đây đã có cô lo cho mộc vân con về đi nếu để cho mẹ con hiểu lầm sẽ là không hay đâu hơn nữa chồng của mộc vân cũng sắp đến đây rồi đoàn như xét đánh bên tai khi anh nghe những lời mà mẹ cô nói mộc vân đã có chồng rồi ư không anh không tin mộc vân có con với anh mà lại đi lấy người khác nhưng bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn Anh cần một ít thời gian để mà chứng minh Anh lấy phép À, à không có gì đâu ạ à. Mộc Vân cũng đã từng là bạn của cháu Nên cháu mới đợi cô ấy an toàn Ra khỏi phòng bồ Thì cháu mới có thể trở về Bà biết bây giờ có nói hơn Thì anh cũng là sẽ không về Nên chỉ có thể gật đầu chấp thuận Suốt mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Cuối cùng cũng có bác sĩ ra thông báo rằng Đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời Nên ca phẫu thuật thành công có thể cứu sống cả hai mẹ con. Chỉ là người mẹ mất máu quá nhiều nên là đang hôn mê. Phải đợi đến tối nay hoặc là ngày mai mới có thể tỉnh lại. Mẹ Vân vui mừng cảm ơn bác sĩ, ríu rít, Khải Hoàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh quay sang nói với cả người tài xế. Cô ấy thực sự không sao, anh có thể an tâm mà về rồi. Nghe Khải Hoàn nói thì mẹ Vân cũng nói một lời xin lỗi. Gia đình xin lỗi anh vì đã làm lỡ dở công việc của anh rồi. Người tài xế cười cười, à không có gì đâu ạ, à. dù sao cháu cũng có một phần lỗi, nếu cháu phanh lại kịp thời, có lẽ sẽ là không đụng phải con gái bác. À, là con bé nó bất cẩn qua đường, không có nhìn đường. Mẹ Vân cùng với anh tài xế lời qua tiếng lại, đến khi mà một cô y tá đẩy chiếc lồng kính mà bên trong có chứa một đứa bé gái ra. Người nhà của cô Mộc Vân đâu? À, chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 2,2 kg, tuy bây giờ có hơi yếu phải ấp ở trong lồng kính nhưng mà vài ngày nữa sẽ là ổn thôi. Cả ba người, người nhà đều tiến lại gần cái lồng kính. Mẹ Vân xót cháu ngoại, con bé nhỏ quá. Khải Hoàn lần đầu được nhìn thấy con, tim anh run rẩy hồi hộp. Người ta nói giữa hai ba con ruột luôn có một sợi dây gắn kết là thật hay sao? Anh tài xế ngắm nhìn đứa nhỏ trong lồng kính rồi lại chăm chăm mà nhìn Khải Hoàn cảm thán. Wow, con bé giống cậu y như đúc. Người ta nói con gái giống cha là nhà có phúc, Chúc mừng cậu Khải Hoàn vui mừng à, Cảm ơn anh Mẹ Vân sau khi mà quan sát kỹ cũng giật mình Mặc dù con bé đỏ hòn Nhưng mà trên đường nét ở trên gương mặt đó Lại là rất giống với Khải Liệt Liệu rằng con bé là con của Khải Liệt sao Không Mộc Vân sẽ là không nói dối với bà Cô y tá một lần nữa lên tiếng Gia đình chỉ có một phút Để mà thăm cháu thôi Chúng tôi phải đưa cháu đi đây Cô y tá đã đẩy chiếc xe đi xa rồi, Khải Hoàn vẫn là nhìn theo, tim anh vẫn còn đang đập mạnh. Con gái của anh, con gái yêu của anh. Vài phút sau, Mộc Vân mới được đẩy ra, nhìn cái bộ dáng tiểu thụy của cô, Khải Hoàn đau như bị ai cắt, gương mặt tươi tắn ửng hồng thường ngày, bị thay thế bằng một gương mặt nhợt nhạt, không huyết sắc, đôi môi căng mọng đỏ hồng hôm nay, cũng đã trở nên nhợt nhạt, khô khóc, đáng thương. Mộc Vân sao em lại hy sinh nhiều đến như thế? hai mẹ con của nó cũng đã an toàn rồi cháu có thể về rồi chứ thấy mẹ cô có ý tiến khách anh có muốn ở lại cũng là không được nên đành lễ phép à dạ chào cô con về hôm khác con sẽ là đến thăm mộc vân mộc vân tỉnh dậy nhưng cô chỉ là quan tâm một điều con của cô cô muốn ngồi dậy để xem con còn ở trong bụng mình hay không nhưng mà không thể vùng bụng của cô đau như có ai cáng qua đau đến chẳng thể ngồi dậy Cô dùng tay sở bụng phẳng lì Cô nhớ lại những lời Mà người đi đường đã nói Đứa bé không giữ lại được nữa rồi Khổ thân Con của cô Con của cô nó đã ở đây hơn 8 tháng rồi Nó có thể đi đâu được chứ Mộc Vân khóc Cô khóc vì sự vô dụng của chính mình Chẳng thể bảo vệ được con Lúc này mẹ Vân vừa mới đi lấy nước nóng về Nhìn thấy con gái đặt tay lên bụng mà khóc Bà liền hiểu Là mẹ ai lại không sợ mất con cơ chứ Bà vội vàng trấn an con gái mộc vân đừng lo con của con không sao con bé rất khỏe nhìn còn rất xinh xắn nữa nghe mẹ nói như thế mộc vân mới thôi khóc mẹ ơi thật không con của con nó đang ở đâu hả mẹ bà xoa đầu con gái vì sinh non nên là con bé phải nằm ở trong lồng kính một tuần sau bác sĩ sẽ là cho ra ngoài nhưng mà chúng ta có thể nhìn nó từ đằng xa mẹ mới từ đó về đây đấy thật không ạ à? còn ngốc này mẹ nói dối con để làm cái gì chứ đợi một hai hôm nữa vết thương của con bớt đau, mẹ dắt con đến đó. Mộc Vân bây giờ mới dám tin là thật, con của cô còn sống, ơn trời, ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Suốt cả ba ngày Khải Hoàn luôn ở trong bệnh viện theo dõi cô từ đằng xa nhưng mà không thấy người chồng nào của Mộc Vân cả. Từ đầu đến cuối chỉ có mẹ cô chăm sóc cho cô. Ngày ngày bà vừa đến phòng chăm sóc để mà thăm cháu, sau đó thì lại về chăm sóc Mộc Vân, thật sự là rất vất vả. Hôm nay Vết thương đã đỡ đau hơn được một chút, mẹ Vân mượn xe lăn của bệnh viện đẩy cô đến thăm con. Vì cô không thể nào ngồi yên như vậy nữa, cô muốn nhìn thấy con. Cách nhau hai tấm kính, Mộc Vân không nhìn rõ mặt của con, nhưng mà cô rất vui vì con cô không bỏ lại, cô mà đi mất. Cô tin chắc rằng con gái cô sẽ rất xinh xắn, đáng yêu. Khi mẹ đẩy cô về lại phòng bệnh, người nhà họ Khải Hoàn đã ngồi chờ đó từ bao giờ. Cả Mộc Vân lẫn mẹ cô đều rất kinh ngạc ờ con con chào cô mộc vân lên tiếng chào hỏi trước đây bà đã từng đối với cô rất tốt mẹ cô cũng chào hỏi chị đến đây có gì không ạ mẹ khải nhẹ nhàng à chào chị tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi hôm nay tôi đến đây là để xin phép chị cho tôi đón con dâu cùng với cháu nội về mẹ vân ngạc nhiên chị chắc chị hiểu lầm gì đó rồi đứa nhỏ không phải là con của khải liệt cũng không phải là cháu của chị mộc vân con bé nó nó làm điều dại dột, mong mong chị và cháu Khải Liệt bỏ qua. Mẹ Khải thái độ cũng hết sức nhẹ nhàng. À, đứa bé đúng là không phải con của Khải Liệt, nhưng nó lại là cháu nội của tôi. Thằng nhóc đang đứng ở trước mặt chị là ba của đứa bé, nó tên là Khải Hoàn. Mẹ Khải ngồi phân tích một hồi thì mẹ Vân mới hiểu tất cả mọi chuyện, thì ra con gái bà lại giấu giếm bà nhiều chuyện đến như vậy. Sau cùng, mẹ Khải nho nhã, à, vậy thì nên là tôi mới đến đây, xin phép chị chấp nhận cho con trai tôi Nó làm con rể của chị à, thời buổi hiện đại như bây giờ Con gái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó Nếu mà con gái tôi thương con trai chị Thì tôi cũng không có làm khó dễ Chúng nó để mà làm gì Thuyết phục được mẹ phân thành công Điều quan trọng bây giờ là hỏi ý kiến của Mộc Vân nữa Là mẹ Khải có thể bồng cháu về nhà Mộc Vân Con cho thằng Khải Hoàn Nó có cơ hội để mà chăm sóc cho hai mẹ con con Để con của các con Nó có cha, có bà nội, được không hả con À, nhưng nhưng con Mộc Vân còn hơi do dự Khải Liệt. Mẹ Khải như là nhìn thấu tâm tư của cô, "Con đừng có ngại, cái thằng Khải Liệt nó đã đi du học 5 tháng nay rồi. À, mấy ngày trước nó còn gọi điện về khoe với mẹ là đã, đã tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như là hoa hậu nữa rồi." Câu nói đùa của bà khiến cho ai cũng bật cười, Mộc Vân nhìn sang cũng thấy mẹ cô gật đầu. "Ờ, ừ, vậy, vậy con đồng ý ạ." À? Khi mà Mộc Vân vừa được xuất viện thì lập tức đến nhà của mẹ Khải. Mẹ Vân cũng đã được đón đi cùng, ban đầu bà không đồng ý, nhưng mà mẹ Khải rất giỏi trong việc thuyết phục. Bà nói rằng phụ nữ mới sinh tốt nhất là được mẹ đẻ chăm sóc, hơn nữa bà ở đây ngày ngày đều được bồng cháu ngoại. Nghe đến bảy từ ngày ngày được bồng cháu ngoại, sao bà có thể từ chối được nữa? Nhưng hiện tại khác ra với những lời dụ hoặc, bà chẳng được bồng cháu ngoại của bà. Hết Khải Hoàn tranh bồng rồi lại đến bà nội, hai mẹ con nhà họ Khải đôi khi còn gây nhau chỉ vì là tranh bồng cháu. Mộc Vân là mẹ cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười. Ngày Mộc Vân tròn tháng, Khải Hoàn cùng với cô đi đăng ký kết hôn. Trước hết là làm giấy khai sinh cho con, còn lễ cưới thì phải đợi thêm vài tháng nữa. Mộc Vân không cần lễ cưới gì cả, nhưng mà Khải Hoàn nhất quyết là không chịu. Anh nói rằng đời người chỉ có một lần trọng đại, không thể bỏ qua. Sáu tháng sau, một hôn lễ thơ mộng diễn ra trong sự hạnh phúc của cô dâu và chú rể cùng với sự chúc phúc của hai bên gia đình khải liệt cùng về nước tham dự anh thật tâm chúc phúc cho anh hai và chị dâu sau đó lại cùng mẹ anh tranh bồng cháu gái mộc vân một lần nữa bó tay khải hoàn và mộc vân trao nhẫn cho nhau sau đó mộc vân nhón chân môi mình chạm nhẹ lên môi anh trong sự hò hét vui mừng của những người bên dưới cảm ơn cảm ơn anh bốn năm trước đã cứu em khải hoàn hôn lại cô nhưng mà nụ hôn không hề nhẹ nhàng như cô đã hôn anh Nụ hôn của anh thật sâu, thật sâu, không màng đến tất cả. Còn anh thì cảm ơn em đã nhầm anh là Khải Liệt để chúng ta có cơ hội được gặp lại nhau, một câu chuyện nhầm lẫn và rồi dẫn đến một tình yêu thật lòng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa thưởng thức hết bộ truyện. Quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.